Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Câu chuyện nghề nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề nghề thư ký tòa án. Và để giúp cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta hiểu rõ hơn về công việc này, thì chúng tôi có mời tới trường quay tiến sĩ Nguyễn Hải An đến từ Tòa án Nhân dân tối cao sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta hiểu rõ hơn về chủ đề này. Xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, xin tiến sĩ có thể cho quý vị khán giả chúng ta được biết công việc chính của một thư ký tòa án là gì ạ? Công việc chính của thư ký tòa án thì theo Điều 92 Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất là thư ký tòa án sẽ làm thư ký các phiên tòa. Ngoài ra thì thư ký tòa án sẽ có nhiệm vụ thực hiện những công việc của phòng hành chính tư pháp và thực hiện những thủ tục tố tụng theo từng loại tố tụng hình sự, dân sự, hành chính. Ví dụ như đối với án hình sự thì thư ký tòa án sẽ là người soạn thảo các cái văn bản cấp tống đạt. Còn đối với tố tụng dân sự thì thư ký tòa án sẽ soạn thảo các văn bản triệu tập đương sự. Và câu hỏi tiếp theo thì xin tiến sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết điều kiện để trở thành một thư ký tòa án là gì? Điều kiện để trở thành thư ký tòa án cũng theo Điều 92 Luật Tổ chức Tòa án năm 2014. Trước tiên là các bạn muốn trở thành thư ký phải có bằng cử nhân luật. Sau đó thì được hệ thống Tòa án Nhân dân tuyển dụng vào làm công chức trong ngành Tòa án Nhân dân. Và trong một thời gian rất là ngắn thì các bạn thi tuyển vào theo hệ công chức trong hệ thống tòa án sẽ được tham gia các lớp học đào tạo nghiệp vụ thư ký tại Học viện Tòa án. Thời gian đào tạo các lớp nghiệp vụ thư ký từ 1 đến 2 tháng tùy vào hoàn cảnh khách quan của cái thời gian mở lớp. Ví dụ thời gian vừa qua thì lớp thư ký tòa án có thời gian đã phải tạm ngừng học vì Covid. Do đó cái thời lượng học của các bạn là kéo dài thành 2 tháng. Nhưng thông thường cái nghiệp vụ thư ký khi mà mới tuyển dụng vào hệ thống tòa án nhân dân thì chỉ học có 1 tháng. Và sau khi được học qua lớp nghiệp vụ thư ký thì các bạn sẽ đương nhiên được chuyển sang ngạch thư ký tòa án. Vậy thì những trường hợp nào một người thư ký sẽ không được làm thư ký tại phiên tòa? Thưa tiến sĩ, vậy thì trong trường hợp nào là một thư ký họ sẽ không được làm thư ký tại phiên tòa? Một thư ký tòa án công việc chính là làm thư ký phiên tòa. Và theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự và Luật Tố Tụng Hành Chính thì một thư ký phiên tòa có thể sẽ bị thay đổi hoặc bị từ chối, không được phép làm thư ký phiên tòa theo những quy định chung cho người tiến hành tố tụng. Với 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là họ đã từng làm các cái vị trí tiến hành tố tụng như đã từng làm thẩm phán, đã từng làm kiểm sát viên, đã từng làm hội thẩm nhân dân. Điều kiện thứ hai nữa là họ có cái quan hệ thân thích với bị can, bị cáo và các đương sự. Quan hệ thân thích ở đây được hiểu rằng là họ có mối quan hệ trong 3 hàng thừa kế. Ví dụ như ở hàng thừa kế thứ nhất thì giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái. Ở hàng thừa kế thứ hai thì sẽ là anh chị em ruột, cô dì chú bác ruột. Và hàng thừa kế thứ ba thì là ông bà, cụ, nội ngoại. Và cái điều kiện tiếp theo nữa đó là họ có những hành vi cũng như là phía bị can bị cáo cảm nhận rằng họ sẽ không vô tư khách quan khi làm nhiệm vụ. Ví dụ như họ đã có những mối quan hệ thân thiết, anh làm anh em kết nghĩa, hoặc họ có thể đã cùng hùn hạt làm ăn, cũng có thể họ đã từng có những mối quan hệ cấp trên với cấp dưới. Do đó thì họ bắt buộc phải tự mình từ chối hoặc sẽ bị đưa đương sự, bị can, bị cáo yêu cầu phải không được làm thư ký phiên tòa. Ngoài ra thì đối với điều luật riêng cho thư ký tại phiên tòa, họ sẽ
không được tham gia phiên tòa với cái tư cách là đã từng là những người tiến hành tố tụng hoặc là những người tham gia tố tụng. Và câu hỏi tiếp theo là khi nào một người thư ký có thể trở thành một thẩm phán và họ phải mất một cái khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì có thể trở thành một thẩm phán trong tương lai ạ? Đối với một thư ký tòa án đã làm thư ký sau 5 năm thì sẽ được cử đi học một lớp nghiệp vụ xét xử trong thời hạn 6 tháng đến 8 tháng tùy vào từng hoàn cảnh khách quan như tôi đã trình bày ở trên. Và sau khi tốt nghiệp cái khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử, trong cái thời gian gần nhất, các cái thư ký tòa án mà đã từng có chứng chỉ nghiệp vụ xét xử thì trong thời gian gần nhất, Học viện Tòa án sẽ mở những cái kỳ thi thẩm phán quốc gia. Và sau khi các thư ký mà đã trúng kỳ thi thẩm phán quốc gia thì đương nhiên được chánh án tòa án tối cao bổ nhiệm làm thẩm phán. Như vậy thì ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học thì các bạn sinh viên chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để có thể trở thành một thư ký trong tương lai? Như vậy thì một câu hỏi mà rất là nhiều các bạn sinh viên sẽ rất là quan tâm, vậy thì sinh viên cần phải trang bị những cái kỹ năng về kiến thức cũng như là về cái khả năng như thế nào để có thể là trở thành một thư ký tòa án trong tương lai ạ? Đối với các em học cử nhân luật thì thứ nhất là các em phải nắm chắc về luật nội dung và luật tố tụng theo các lĩnh vực. Hiện nay thì chúng ta đang chia ra làm 3 lĩnh vực cơ bản. Đó là về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự và hành chính, tố tụng hành chính. Đối với dân sự ấy, thì tố tụng dân sự được chia thành 4 loại quan hệ pháp luật. Đó là những tranh chấp về dân sự thuần túy như là thừa kế, như là hợp đồng vay tài sản. Còn đối với những quan hệ về hôn nhân gia đình, quan hệ lao động và kinh doanh thương mại cũng được xác định trong tố tụng dân sự, thì các bạn phải nắm những luật nội dung về các lĩnh vực đó. Ngoài ra thì cũng phải nắm chắc tất cả những cái luật tố tụng trong 3 lĩnh vực cơ bản đó. Và câu hỏi cuối cùng trong chương trình hôm nay, xin tiến sĩ có thể đưa ra một lời khuyên thật sự là cần thiết và bổ ích cho các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình nếu như là bạn muốn trở thành một thư ký tòa án trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, nếu em nào muốn theo làm công chức trong hệ thống tòa án thì các em có thể tham gia các cái cuộc thi vào hệ thống tòa án để làm trở thành thư ký tòa án. Và một cái lời khuyên cho các em rằng là muốn trở thành thẩm phán thì điều đầu tiên là ta phải làm thư ký tòa án. Và muốn trở thành thẩm phán giỏi thì điều đầu tiên cũng phải là một thư ký tòa án giỏi. Và muốn như vậy thì ngoài kiến thức học ở các trường luật gia, các cơ sở đào tạo luật, các em còn phải có niềm đam mê. Bởi vì hiện nay ấy, là thư ký tòa án rất vất vả. Trong thời điểm gần đây ấy, thì thẩm phán nhiều hơn thư ký. Và rất nhiều tòa án các địa phương ấy, thì thư ký, một thư ký có thể phải phụ giúp cho từ 3 đến 5 thẩm phán. Và công việc của các bạn rất là vất vả trong cái soạn thảo những cái văn bản tố tụng cũng như làm thực hiện những cái nhiệm vụ của phòng hành chính tư pháp. Do đó khi mà làm thư ký tòa án không có thời gian để đào sâu nghiên cứu những cái quy định của pháp luật, mà muốn trở thành thư ký tòa án giỏi và nhanh thì học ở trường luật ta sẽ phải học những cái kiến thức cơ bản cho chắc chắn để mai sau mới trở thành một thư ký tòa án giỏi được. Vâng. Xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay với những chia sẻ rất là bổ ích. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.